Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhiều tỉnh ở Trung Quốc đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm sơ tán người dân, để phòng chống GMI, cơn bão mạnh nhất tấn công nước này từ đầu năm đến nay. Với sức gió tối đa 118,8 km một giờ ở tâm bão, bão Gemi đổ bộ Trung Quốc vào tối hôm 25 tháng 7 giờ địa phương tại quận Tứ Tự, thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, khiến 3 người thiệt mạng và 380 người bị thương. Đến 6 giờ hôm 26 tháng 7, tâm bão nằm ở huyện Vưu Khê, thành phố Tam Minh, với sức gió tối đa 100,08 km một giờ. 72 thị trấn trên khắp Phúc Điền đã ghi nhận lượng mưa tích lũy vượt ngưỡng 250 mm, với mức cao nhất lên đến 512,8 mm. Giới chức địa phương cho hay, đến giờ, khoảng 628.600 người ở Phúc Kiến đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yemi trong đó khoảng 290 người phải sơ tán khẩn cấp. Ngoài ra, các nhà dự báo bão cảnh báo có tới 10 tỉnh ở Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng của bão Gemi, bao gồm cả Hà Nam, tỉnh có dân số hơn 100 triệu người ở miền Trung Trung Quốc. Tỉnh Hà Nam trước đó đã kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp cấp 3, trong khi chính quyền ở Sơn Đông kích hoạt hệ thống cấp 4. Cùng thời điểm, bão cũng tấn công tỉnh Giang Tây, nơi có hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc là Bà Dương. Cả hai tỉnh đều đã đưa ra cảnh báo vàng về mưa bão vào chiều 26 tháng 7. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp, với cấp 1 là mức độ cấp bách nhất để kiểm soát lũ lụt. Tuần tới, tác động của bão Giemi dự kiến lan ra phía Bắc đến các tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh. Cả hai tỉnh này vẫn đang phải vật lộn với ngập lụt do mưa lớn. Trước khi cơn bão Giemi đổ bộ, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt về kiểm soát lũ lụt và kêu gọi giới chức trên khắp cả nước bảo vệ sinh mạng nhân dân. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ cuộc họp cho biết, cần nỗ lực ngăn chặn tình trạng vỡ đập ở các con sông lớn và vỡ các hồ chứa nước cỡ lớn và vừa. Theo hãng tin AFP, các quan chức và truyền thông Nhật Bản cho biết, mưa lớn kỷ lục đã buộc hàng ngàn người dân ở nhiều nơi phía bắc nước này phải sơ tán và khiến ít nhất hai người thiệt mạng khi các con sông vỡ bờ, cuốn trôi nhiều cây cầu và ô tô. Tại tỉnh Yamagata, có ít nhất hai con sông bị vỡ bờ. Cơ quan khí tượng Nhật Bản, JMA thông tin, có hai khu vực của tỉnh Yamagata ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ kể từ khi thu thập dữ liệu vào năm 1976. Hai địa điểm này là Shino nơi ghi nhận lượng mưa 389 mm và Sakata nơi ghi nhận 289 mm. Các video và hình ảnh cho thấy dòng nước màu nâu cuốn trôi nhiều xe cộ, gồm cả xe cảnh sát. Cơ quan quản lý thảm họa và hỏa hoạn nước này cho biết, nhà chức trách đã ban hành khuyến cáo sơ tán cho hơn 200.000 người. Đài NHK đưa tin, tính đến chiều hôm 26 tháng 7 Ít nhất 2.000 người đã sơ tán đến các nơi trú ẩn ở Yamagata. Khoảng 3.060 hộ gia đình không có điện sử dụng và 1.100 hộ không có nước sạch. Trong khi đó, tại thành phố Tozawa thuộc tỉnh Yamagata, khoảng 10 người đã được lực lượng phòng vệ Nhật Bản và lực lượng chức năng địa phương giải cứu sau khi ngôi làng của họ bị cô lập trong nước lũ. Trước tình hình trên, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã hạ cấp độ cảnh báo mưa lớn tại 6 thành phố ở tỉnh Yamagata nhưng vẫn duy trì cảnh báo nguy cơ lũ lụt và lở đất. Phát biểu tại một cuộc họp với các quan chức chính phủ, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết, chính phủ đã huy động lực lượng phòng vệ Nhật Bản để triển khai các hoạt động cứu trợ thiên tai. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập thông tin và áp dụng mọi biện pháp có thể. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản đã thành lập văn phòng ứng phó khẩn cấp vào sáng sớm hôm 26 tháng 7. Các dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen, Yamagata giữa các ga Yamagata và Shinjo đã bị đình chỉ tạm thời. Ngày 26 tháng 7, Cơ quan Quản lý Thảm họa Động đất Trung Quốc, CEA thông báo, nước này đã hoàn thành dự án quốc gia về cảnh báo sớm động đất, mạng lưới cảnh báo sớm động đất lớn nhất trên thế giới. Phát biểu họp báo, Phó Giám đốc CEA Âm Triều Dân cho biết, dự án này cung cấp dịch vụ cảnh báo sớm động đất và dịch vụ báo cáo cường độ động đất nhanh chóng thông qua việc triển khai 15.899 trạm giám sát trên khắp Trung Quốc. Theo quan chức này, các cảnh báo sớm có thể đến được với công chúng thông qua TV, IPTV, các ứng dụng di động như WeChat và Alipay cũng như loa phát thanh ở địa phương. Cảnh báo sớm động đất được đưa ra dựa trên dữ liệu từ mạng lưới trạm giám sát địa chấn dày đặc. Người dân có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thương vong sau khi nhận được cảnh báo trước vài giây đến vài chục giây trước khi động đất xảy ra. Mạng lưới cảnh báo sớm động đất của Trung Quốc có thể phát hiện bất kỳ trận động đất có độ lớn 2,5 trở lên ở hầu hết các khu vực của nước này. Mạng lưới này hiện đã được tích hợp với các ngành công nghiệp như đường sắt, đường ống, lưới điện, điện hạt nhân và khí đốt tự nhiên. Theo ông Âm Triều Dân, thông qua dự án, Trung Quốc đã đạt được bước đột phá đáng kể trong các công nghệ cốt lõi về cảnh báo sớm động đất và báo cáo cường độ nhanh, hiệu suất hoạt động tổng thể của hệ thống này, tương đương với tiêu chuẩn tiên tiến quốc tế. Trung Quốc là quốc gia ghi nhận nhiều trận động đất. Năm 2023, nước này hứng chịu 18 trận động đất có độ lớn trên 5, trong đó có 11 trận xảy ra ở Trung Quốc đại lục. Tin bão mới nhất của Fox News cho hay, trong mùa bão tương đối yên tĩnh ở lưu vực Đông Thái Bình Dương, một cơn bão mới đã hình thành. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, NHC chỉ ra, vùng thời tiết nhiễu động cách bờ biển Mexico gần 650 km đã mạnh lên và được đặt tên là Bert. Dự báo bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ nhận định, bão nhiệt đới Bert dự kiến tồn tại trong khoảng 1 hoặc 2 ngày trong quá trình di chuyển về phía tây và suy yếu ở ngoài khơi Thái Bình Dương. Theo tin báo của Fox News, sau cơn bão mới nhất Burt suy yếu, khu vực Đông Thái Bình Dương dự kiến không có thêm cơn bão nào khác trong tương lai gần. Cơn bão mới nhất Burt ở phía Đông Thái Bình Dương xuất hiện trong bối cảnh ở phía Tây Thái Bình Dương đang đón siêu bão Giemi. Theo BBC đưa tin, bão Giemi đã đổ bộ vào Trung Quốc đại lục sau khi tàn phá trên diện rộng ở Philippines và vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc. Bão Giemi đang đi theo đường đi tương tự như cơn bão Đốc Suri năm ngoái, gây lũ lụt trên diện rộng khắp miền Bắc Trung Quốc mặc dù có khả năng đường đi của nó có thể thay đổi. Tại đảo Đài Loan, hoạt động dọn dẹp sau cơn bão đang được tiến hành. Đây là cơn bão lớn nhất tấn công hòn đảo này trong 8 năm, nhưng chỉ là cơn bão đầu tiên trong mùa bão năm nay. Trong khi đó, Philippines đang chạy đua với thời gian để ngăn chặn vụ tràn dầu sau khi một con tàu chở 1,5 triệu lít nhiên liệu bị lật úp và chìm ngoài khơi bờ biển nước này vì cơn bão. Quay lại với cơn bão mới xuất hiện ngay sau siêu bão Gemi, nhiều nhà dự báo báo nhận định một mùa bão yên tĩnh ở Thái Bình Dương có khả năng là một trong nhiều yếu tố dẫn đến mùa bão dữ dội ở Đại Tây Dương. Dự kiến, mùa bão Đại Tây Dương năm nay có khả năng có từ 20 cơn bão được đặt tên trở lên. Cho đến nay, lưu vực Đại Tây Dương đã ghi nhận 3 cơn bão được đặt tên, trong đó có một siêu bão. Siêu bão Berin đã phá kỷ lục khi trở thành cơn bão cấp 5 sớm nhất trong hơn 2 tuần và là một trong những cơn bão mạnh lên nhanh nhất từng ghi nhận trong lịch sử Đại Tây Dương. Mùa bão ở Đại Tây Dương và Đông Thái Bình Dương kéo dài đến ngày 30 tháng 11. Thời gian xảy ra bão năm 2024 chỉ mới vừa bắt đầu nhưng đã lập nhiều kỷ lục như có siêu bão sớm nhất, mạnh nhất đầu mùa. Trong đó, bão Berin trở thành siêu bão sớm nhất hình thành vào hồi đầu tháng 7 và cũng là siêu bão tháng 7 mạnh nhất được ghi nhận ở Đại Tây Dương với sức gió 265 km h Các dự báo bão cho thấy Thời gian xảy ra bão ở Đại Tây Dương năm nay bận rộn hơn bình thường, trong khi khu vực dễ xảy ra bão ở Thái Bình Dương lại yên tĩnh hơn. CNN đưa tin, thời gian xảy ra bão ở Đại Tây Dương đã nghỉ ngơi gần 3 tuần sau khi tạo ra siêu bão lịch sử Berin, nhưng lưu vực này sắp thức giấc. Finn Crossback, chuyên gia nghiên cứu về bão tại Đại học Bang Colorado Mỹ cho biết, chắc chắn sẽ có một số cơn bão sắp hình thành. Chúng sẽ đến sớm chứ không phải quá muộn. Thời gian xảy ra bão ở Đại Tây Dương thường bắt đầu tăng tốc vào tháng 8, đặc biệt là trong nửa cuối tháng nhưng thời gian xảy ra bão lũ năm nay dự kiến sẽ hoạt động mạnh. Chuyên gia Klusbach ước tính tất cả các điều kiện khí quyển cần thiết sẽ hội tụ trong khoảng 10 ngày tới, mở ra cánh cửa cho nhiều bão hơn. Mặc dù chuyên gia Klusbach không nghĩ rằng một cơn bão chắc chắn sẽ hình thành ngay sau khi các điều kiện thuận lợi hội tụ, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó xảy ra. Dự báo bão từ Trung tâm Dự báo Khí hậu nêu bật một khu vực có khả năng phát triển bão từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8, một phần của phía Tây Đại Tây Dương và vùng Caribe có ít nhất 20% khả năng phát triển bão trong khoảng thời gian này. Khả năng 20% trở lên đó vẫn tồn tại đến giữa tháng 8 và mở rộng trên hầu hết toàn bộ vùng đại Tây Dương nhiệt đới, từ phía Tây Cabo Verde đến phía Đông Caribe. Thời kỳ hoạt động mạnh nhất của mùa bão đại Tây Dương thường diễn ra từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 10, với thời điểm đạt đỉnh vào khoảng ngày 10 tháng 9. Khi mùa bão thức giấc trở lại, thời kỳ yên tĩnh có thể rất ít.